xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là hơn 7 giờ sáng. Em vừa đưa bạn đồng nhỏ đi học xong. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Phạm Ngũ Lão, một trong những con đường có rất là nhiều những khách sạn ở khu trung tâm Sài Gòn. Ở phía bên cánh trái là những dãy khách sạn, công ty tour, rồi các cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy khách sạn ở đây thì cũng không còn bao nhiêu, đa phần là đóng cửa hết trơn. Ở đây mình thấy có khách sạn A25 nè. Hệ thống khách sạn A25 thì cũng nhiều ở khắp các nẻo đường ở trung tâm Sài Gòn. Và ngày nay thì chúng ta thấy là du khách rất là ít. Và sáng nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng từ Phạm Ngũ Lão, đi qua khu Bùi Thị Xuân để cập nhật vài hình ảnh khung cảnh ở trung tâm Sài Gòn, đường Bùi Thị Xuân, đường Phạm Ngũ Lão, chợ Thái Bình, cập nhật những thông tin về những khách sạn ở đó, xem ở đó coi khách sạn như thế nào ha. Đây không phải là cái clip review khách sạn mà là cái clip chia sẻ những cái hình ảnh cũng như các thông tin của khách sạn, để khi mà anh chị có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta có cái để hình dung và có thông tin để đặt phòng. Còn giá cả đặt phòng thì rất là đơn giản, anh chị cần vô cái app đặt phòng ở khu vực của anh chị thường hay xài đó, như ở hải ngoại thì booking.com hay là Travelocity, rồi ở Việt Nam thì Traveloka hay là Agoda, rất là nhiều ha. Ở đây là hẻm 185 Phạm Ngũ Lão, ở đây có cho thuê xe hai bánh, giá thuê thì khoảng chừng 150-200 ngàn một ngày, tùy theo cái loại xe ha. Ở đây có khách sạn Liberty nữa nè, khách sạn rất là lớn, ngay góc Phạm Ngũ Lão với lại Đề Thám. Đây có quán cà phê Highland, em cũng hay ngồi ở đây mỗi buổi sáng. Sáng nay định ngồi ở đây, nhưng mà sáng nay lại có hẹn với người khách ở bên Bùi Thị Xuân, Highland ở bên Bùi Thị Xuân, nên thành ra sẵn đây mình đi một vòng rồi qua đó ngồi phô phê luôn. Cũng hẹn lúc 8 giờ hơn, là giờ mới có hơn 7 giờ thôi. Chúng ta còn một tiếng nữa để lang thang lông nhông. Đây khách sạn MyFi. Mày sao thấy tối thui ta. Lại Magustat Green House Hotel nè. Khách sạn này cũng sạch sẽ, nó dành khang trang á. Ngày trước thì khi mà đến Sài Gòn, đến khu vực phố Tây Phạm Ngũ Lão này thì chỉ cần xuống máy bay và có phòng liền, nhưng mà ghé khách sạn nào cũng được. Nhưng mà ngày nay thì tới đây thì lựa chọn phòng rất là mệt mỏi, vì có chỗ đóng cửa, có chỗ thì ít nhân viên, có chỗ thì nửa đóng nửa mở, cũng không biết làm sao. Thôi thì nay cập nhật khách sạn nào lớn lớn ha, vừa tầm mắt anh chị. Ở đây khách sạn Viễn Đông thấy cũng lớn lớn, trong khách sạn này cũng rộng rãi. Ở trong đây thì em cũng có vô tham quan một lần. Ở trong đây cũng sạch sẽ, khách sạn Viễn Đông. Còn lại thì em là thấy ngưng hết khách sạn ở Sài Gòn mỗi lúc mỗi khác, do là cái thời điểm dịch bệnh này
lại bùng phát trở lại. Rồi cái việc kinh doanh của người ta ảnh hưởng từ lúc mà đợt dịch lần đầu tiên năm 2020 tới nay, có những cái khách sạn người ta vẫn chưa có hồi phục được cái tiềm lực tài chính, người ta ngưng luôn hoặc là người ta đổi nghề luôn. Ở phía trước có ngày xưa là khách sạn Thái Bình, nhưng mà ở đây để lâu lắm rồi, không có hoạt động, bây giờ đang sửa chữa làm cái gì ở trên. Mình vòng qua chợ Thái Bình nè. Nếu mà ở khách sạn gần đây thì ở đây có gần chợ. Cái video clip này em định là đi bộ thực hiện nó rõ hơn, nhưng mà chờ hoài không có sắp được cái thời gian để đi bộ, cho nên thôi thì đi xe máy vậy, đi từ từ. Không phải cái gì mình sắp xếp là được ha, không phải muốn là có liền được. Nên ra thôi, sẵn tiện đây thì đi chạy xe vòng vòng đây luôn, đi từ từ. Ở đây là khu chợ Thái Bình. Anh chị thấy chợ ở Việt Nam, người bán trong, người bán ngoài, người kéo xe đẩy, những chiếc xe chở những chai nước, xe này xe bán nước ngọt á. Đây có nha khoa Thái Bình ha. Ở đây ngay đầu hẻm 375 Phạm Ngũ Lão. Trong đó thì cũng có mấy cái homestay hồi xưa thôi. Bây giờ thì trơ trọi. Ở các gian hàng ở đây người ta cũng nghỉ hết trơn. Ngay khu chợ mà cũng còn trả kiosk nữa. Muốn gì ở những con đường lớn. Tới đây là khu ngã năm Thái Bình, khu rất là quen thuộc với rất nhiều của chú anh chị. Bên phải có rạp Khải Hoàng, ngày nay là nhà sách. Đây là con đường Cống Quỳnh ha. Dừa Bến Tre 15.000 trái. Thấy hai bên đường có rất nhiều xe bán đồ ăn sáng, bánh mì, chả cá, rồi bên kia là gì? Cháo lòng rồi bánh canh cua. Ở ngay phía trước cái ngày xưa là cái khu siêu thị Hà Nội đó. Nhưng mà nay thì siêu thị Hà Nội gom gọn lại, còn có một khu chút xíu à, giống như cửa hàng tạp hóa vậy đó. Ở đó thì người khách rất là ít, nên thành ra ở đó bán chỉ có bán trà thôi. Trà là một loại cây khô lá khô để hoài ông hư ra bán trà. Đây là ngã ba Bùi Thị Xuân, ta sẽ vòng qua Bùi Thị Xuân rồi cái rẽ trái qua Tôn Thất Tùng ra sư Nguyễn Ánh, rồi đi một vòng qua Cách Mạng Tháng Tám rồi qua Bùi Thị Xuân lại. Đi một vòng vậy ha. Ta hơi tới hơi để hơi tới Bùi Thị Xuân là tới Cách Mạng Tám là mình quẹo về luôn á. Đây con đường Bùi Thị Xuân để nhìn xem khu này có khách sạn nào nữa đây.
À, bên đây là hẻm 186 ngay gốc cây nè. Khu này thì mang lại rất là nhiều những cái ký ức cho nhiều của chú anh chị, trong đó có dì Mai. Cái đoạn này hầu như là khách sạn người ta nghỉ hết trơn, mà trước là cũng ít khách sạn nữa. Cái đoạn khách sạn nhiều là cái đoạn ở dưới kia kìa, ở qua ngã tư có Tùng. Ở như đây có một cái khách sạn cũng sáng sủa, Marie Hotel, 150 mấy che lại rồi, 154 Bùi Thị Xuân, ngay cái cây khách sạn có cái cây tre giống như cây dù. Khách sạn này cũng không có lớn lắm nhưng mà thấy kiểu cũng mới sạch sẽ. Đây bên đây có khách sạn 77, khách sạn này cũng không có lớn lắm, 2 tầng. Ở đây có bánh mì thịt 10.000, đông dữ. Ăn sáng cái gì nhanh lẹ rẻ thì người ta mua nhiều lắm, ưu tiên cái gì đó tiện lợi nha, giá rẻ. Đây là khu trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa, ngày nay là trường Bùi Thị Xuân. Ngày nay thì trường đã xây lên thêm một mặt tiền này nữa, nên chúng ta thấy cái không gian sân trường nó không có còn rộng như ngày xưa nữa. Và những cái cây phượng gắn liền với ngôi trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa, hôm nay nó đã bị mối mọt, người ta cũng đã đốn luôn rồi. Cây phượng rất là lâu năm. Đây có một cái khách sạn đối diện trường này. Lê Hải Nam, Lê Hải Đại Nam, ngay gốc cây nè ha. Hình như khách sạn này thấy sao không có được chăm chút cho lắm. Đây nó nằm ngay sát một cái cây cổ thụ, và lá cây Lê Hưng Đại Nam, lá cây nó rụng đầy cái lan can mà không ai quét, tôi thấy là chắc là không có khách rồi. Đây có khách sạn Embrace của công ty sạn Phúc Long. Cập nhật vài khách sạn để anh chị khi mà có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta cũng biết được con đường đó nó có khách sạn nào ha. Anh chị cứ đặt phòng, cứ lên cái app đặt phòng quen thuộc nào đó và gõ tên cái app, cứ gõ tên khách sạn, hoặc là có thể vào Google gõ tên khách sạn thì sẽ ra cái địa chỉ business của khách sạn, rồi mình sẽ gọi điện thoại, rất là dễ, chỉ cần biết tên thôi. Tới đây là ngã tư Bùi Thị Xuân với lại Tôn Thất Tùng. Chúng ta sẽ rẽ trái đi, rẽ trái qua Tôn Thất Tùng rồi mình qua khu Xuân Nguyệt Ánh, rồi mình vòng trở lại Bùi Thị Xuân ha. Đã đi thẳng đây thì ra Cách Mạng 8 là mình không có qua khu Bùi Thị Xuân được, qua khu Xuân Nguyệt Ánh được. Quán cà phê La Mode nay sửa thành quán cà phê Linh nè, kiểu nhà xưa đó. Ở khu vực này thì
có rất là nhiều quán ăn đó, như ngay ngã ba Sương Nguyệt Ánh với lại Tôn Tùng, có quán cơm Mê Công, với lại đi lại chút xíu đằng kia có cơm Minh Đức nè, khu nhà 27 Tôn Tùng nữa nè. Thưa quý anh chị có hình dung không, có quen thuộc không? À, lâu lâu quay trở lại để cập nhật những cái hình ảnh đường phố Sài Gòn, những hình ảnh quê hương gửi bà con cô bác. À, đây có quán cơm sườn cũng rất là ngon và đặc biệt, đó là quán cơm Mê Công, quán cơm cái bảng không có chữ nè. À, chỉ ai quen thuộc thì mới biết đây là quán cơm Mê Công, ai đã từng ăn đây thì biết cái địa điểm này. Buổi trưa ăn thì vô cùng nóng, ngon nhưng mà nóng. À, đây có nhà khách, khách Cà Mau chứ không phải là khách sạn ha, nhà khách không. Thấy lá cây rụng rơi đầy sân cái gì. À, con đường này là một trong những con đường mà phải nói là vô cùng yên tĩnh ở Sài Gòn, và ở đây cũng không có nhiều nhà, đa phần là các biệt thự là cho thuê để trống hoặc là bán nhà hàng thôi. Ở đây hầu như là không có lối xóm, không có bà con, không có chợ sớm luôn. Hay đa số là dân công sở đi làm ở các công ty ở đây. Rồi chiều tối thì chỉ còn lại các chú bảo vệ. Rồi thấy người ta kinh doanh nhiều thì con đường nó đông đúc, nhộn nhịp, còn không người ta trả nhà thì thấy trơ trọi thế này nè. Ngay cả nhà của ca sĩ mà cũng không có ở luôn á. Đây có nhà ca sĩ Ngọc Sơn nè. Còn cái biệt thự của Ngọc Sơn đây. Kế bên cái biệt thự cổ. Ở khu vực này toàn là biệt thự cổ không à. Ở đây em ra ra đường Cách Mạng tháng 8. Bên kia là vườn Tao Đàn. Hôm nay là Sài Gòn bắt đầu đi làm lại bình thường, cho nên thấy đường phố sẽ rất là đông đúc. Con đường này trong tương lai sẽ rộng ra thêm. Chúng ta quẹo ở đây tiếp tục qua Bùi Thị Xuân ha. Ở đây đi bộ lại trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành chắc khoảng chừng một cây số, đi tà tà đi lại xíu là ngã sáu Phù Đổng nè, khoảng chừng 300 mét. Rồi tới đó có khách sạn New World, có cà phê Starbucks, rồi đi bộ Phạm Hồng Thái xíu nữa là tới cửa tây chợ Bến Thành rồi, đường Trương Định rồi, đường Nguyễn An Ninh luôn rồi. Đó, bên đây có khách sạn Công Đoàn, khách sạn Công Đoàn ngay góc Bùi Thị Xuân với Cách Mạng tháng 8 và tiếp tục. Và bên đây là quán cà phê Trung Nguyên. Đó, cà phê Trung Nguyên. Quán cà phê cũng rất là đẹp. Đó, tiếp tục mình tới đây xíu. Rồi có khách sạn gì nữa không nha. Ở khu vực này rất là tiện ích. Nhiều khách sạn nữa. Ở đây có nhà khách Công Đoàn, cũng nhìn thấy cũng sang trọng chứ. Ngày xưa thì lụp xụp chứ bây giờ đã làm lại rồi. Đây khách sạn Viên Gạch Nhỏ, 18 Bùi Thị Xuân, khách sạn A25. Đó, nhiều khách sạn A25 ở đây đó. Ở bên đây nè, Sài Gòn City View, A25. À,
Mấy khách sạn ở đây giá đừng bình thường chừng 1 triệu trở lại. Ở đây có khách sạn Harmony, khách sạn Harmony khách sạn 4 sao. Như lúc trước là Eden hay gì phải, hay là Eden nằm trên kia ta. À đây khách sạn Eden đây. Eden cũng 4 sao luôn. Ở khu này có hai khách sạn 4 sao kế bên nhau, đó là Eden với lại Harmony. Ở đây có cà phê Highland này. Cà phê Highland này cũng rộng rãi, mát mẻ. Chút xíu nữa mình sẽ vô đây hưởng thụ nha. Ở đây cũng có một khách sạn bữa anh gì? Anh Cường về ở nè, bên kia. Đây khách sạn Yumi Hotel. Yumi Hotel. Đây khách sạn quen thuộc của anh Cường đây, Harmony. Harmony khách sạn này cũng mới, nhìn cao ráo ha. Rồi còn lại thì cũng có nhiều khách sạn nhỏ. Đây có Harbin, khách sạn Harbin 39 Bồ Đi Xuân. Rồi tới đây là hết rồi. Mình đi nãy giờ từ đầu đường tới cuối đường. Cái đoạn này thì nhiều khách sạn hơn. Đó, nhìn đây có khách sạn Win nữa nè, Win An 86. Đó, 86 Bùi Thị Xuân. Đó, khách sạn Win An. Đó, buổi tối thì đi dạo một vòng ở đây có rất là nhiều quán ăn với lại ban ngày đi vòng vòng đây cũng mát mẻ, tại đây có hàng cây. Ở bên đây có, qua đây có hẻm 150 Nguyễn Trãi nè. Hẻm này quá trời quán ăn luôn á. Đó, rồi thôi cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Một vài hình ảnh ở Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão cập nhật những thông tin về khách sạn chia sẻ anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua những hình ảnh này để mà có những thông tin gì đó về khách sạn ở Sài Gòn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa. Chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.